giáo sư chúng ta đã có một đoàn trường hôm nay chính thức cắt băng khánh thành. Để rồi chúng ta với con đường này chúng ta ngày ngày đi qua, chúng ta biết ơn các ân nhân, biết ơn đức cha, và chúng ta sẽ sống đạo tốt hơn. Giờ đây chúng con xin đức cha cho vài lời huấn từ và sau đó cắt băng khánh. Con đường mang rất nhiều ý nghĩa. Nếu không có con đường thì không đi đến với nhau. Nếu không có con đường thì không đi ra khỏi bản thân mình. Dạ thưa đức cha, cho con được phép hỏi cái đường ở giáo xứ con sẽ là nguồn tài trợ chính và như thế nào, thì đức cha có thể cho chúng con và khán giả của đài biết một tí được không ạ? Cảm ơn anh. Như anh đã thấy trưa nay, chiều nay chúng ta có cắt băng khánh thành cái đoạn nhất, cái đoạn đầu tiên đi từ cầu vào nhà thờ. Thì cái đoạn đó hết khoảng 150 triệu, gần 150 triệu. Và cái đoạn chính tức là 1 km 2 thì khoảng hết khoảng 1.2 tỷ. Thì trong 1.2 tỷ đó thì cái nguồn mà người ta giúp cho giáo phận để mà ủng hộ những người yểm trợ, những người nạn nhân lũ lụt là chính. Rồi cái đoạn đầu thì cũng là do cái nguồn đó. Và đài SBTN hình như hứa ủng hộ khoảng 300 hay 350 triệu trong tổng số là 1.140 tỷ. Nhưng mà cái điều quan trọng mà chúng tôi sẽ làm tiếp đó là hệ thống nước. Bởi vì người dân ở đấy cũng đang gặp vấn đề khó khăn về nước uống. Rất may là ở đấy đã có cái nguồn nước, nước máy. Thì chúng tôi sẽ giúp cho giáo xứ làm hệ thống nước lọc. Để rồi dân sẽ được sử dụng hệ thống nước lọc đó. Và một cái điều mà chúng tôi cũng xin phép được nói rõ đó là vấn đề học bổng cho học sinh. Thì trong năm ngoái chúng tôi đã 2 lần yểm trợ học sinh vì học bổng, rất có thể năm nay sẽ tiếp tục điểm đó. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị ân nhân, và trong đó quý vị ân nhân đó thì có các khán thính giả của đài SBTN. Cộng đoàn chúng ta cùng đồ một trang vào tay để đức cha và cha sử chúng ta các bác khánh thành. Đồ ta vào tay rồi đó. Một lần nữa xin cảm ơn đức cha và cảm ơn.